Hỏi giá từng cây một tí nhá. Đấy, con trai và Liên. Hôm nay chỗ này nắng quá. 526 phố Hoàng Hoa Thám, chợ cây nhá. Vừa nãy thấy cái cây túc này đẹp. Cái này vào 5 triệu à? Cây túc cốt chậu đây. Cốt chậu và ôm hòn đá. Ôm hòn đá và có gắn xi măng cái gì ở đây. Đây, già nhá. Đấy. 5 triệu, rất là già. Thế còn cái trâu này bao tiền? Vẻ đấy chứ, 2,5 triệu. Đẹp đấy. Tiếp nắng nóng này mà vẫn ngủ được. Cây đẹp đấy, cây này đẹp đấy chứ. Đấy. Thế còn cây me này, me là me rừng hay là me ta ấy nhỉ? Me rừng nhỉ? Ngọt đông dưới nhưng mà ui, cái chậu nó bỏng à, cái chậu nó sờ vào bỏng tay, nắng nắng kinh khủng. Ra mà cái ngâu này bao tiền? 1 triệu. Nhiều hoa nhỉ, có cái ngâu nó ít đấy. Đấy, cái ngâu nhiều hoa nhỉ. Còn cái ổi 2 triệu. Chậu gắn cái hòn đá à, đá xi măng gắn đá cuộn, sợi cuộn, đá cuộn. Cái me này thì trực trực thẳng tắp, lấy một chân bền nó ổn rồi. Và có cái tay rơi xuống, có cái tay rơi xuống. Đấy, cây ngâu 1 triệu, đang rất nhiều hoa. Đấy, hoa vàng này. Hay bà Liên, con trai bà Liên, hôm nay bán cho bà Liên. Đây túc này là già, già. Tung cối này là bao tiền? Triệu rưỡi. Sau tí nữa lại trở về tận ấy à? Tí nữa lại phải trở về tận La Phủ à? À gửi đấy. Thế đi Hà Đông thì lại lên đây lấy à? Không, Hà Đông này cây nhà. À cây khác rồi. À. Đó có. Đây cũng một cái túc nữa này. Cây xanh. Nóng bỏng tay đấy bác, cầm vào cái chậu là nóng, nóng lắm. Đốt, nắng đốt từ cả ngày mà. Đó. Lâu lâu mới lại làm một cái video ở Hoàng Hoa Thám. Tùng cối, già. Đây cái túc này đây, tí nữa cái sẽ quay vào mặt sau này. Vành châu. Châu này khá là quái, để cho bác nhìn cây châu này đẹp, cây châu đẹp. Cây mun này bao tiền? Còn cây bên này mỗi cây 2,5 triệu, 2,5 triệu một cây. Đắt hết rồi, cây quái. Cây thanh châu rồi đẹp. Đấy,
cổng ngay phía cái này thì lại cái kia là tiểu cảnh với cổng cũ. Lộc nó đẹp không? Lộc nó nhìn đẹp này. Đấy. Nè, con cái mẫu đơn này thì bao tiền đây? 250. Cây này. Con cây này 1.2 triệu. Ôi giời, nắng quá. À đây là xếu ấy, cơm nguội đâu. Cái này bao tiền đấy? 1.5 triệu kìa. À có hòn đá nó dính vào hay nhỉ. Có hòn đá nó dính vào rồi. Nhìn lúc đầu tưởng suối mà là cơm nguội. Nó cần cây này, cơm vừng 1.2 triệu. Đẹp hết nhỉ. Đẹp hết đấy, nụ vừng, bệ bệt, cây lùn. Cây lùn đẹp. Đây này, bệ yếc, yếc có đấy. Bệt. Đấy. Ủa. Ngất mất, nắng quá ngất. Xem cây cơm nguội. Đây, chắc đào trên rừng về. Nó mới có nguyên hòn đá của rừng này. Cây cơm nguội thì đến cái mùa lá non của nó đẹp lắm, hoặc là mùa mà thay lá, cây cơm nguội vàng đẹp, lá đẹp và dăm đẹp. Tôi rất thích một cây cơm nguội nhưng mà thích nó thiên nhiên hơn một chút thôi. Cây này thì bông tán người ta chia đầy đủ rồi, thiếu một chút bên này thôi. Đấy này, sang đây là một cây được chơi được. Hòn đá ăn và tận thân. Vâng. Ủa, vào đây tí. Ngất cái nơi. Nắng lắm. Xem lại cái kênh châu đằng sau này. Chết. Dẫm vào chỗ nằm người ta. Đây. To lắm đấy chứ đùa. Tối mấy các bác có nhìn được không? Đó. Ngược sáng. Đây có cái hòn đá nguyên bản khai thác. Hòn đá. Cây khai thác cái kênh châu rồi, khai thác cái rừng. Cây kênh châu là một cây là bonsai rất là đẹp. Đấy, vui. Đây này, chỗ này nó đẹp. Chỗ này của nó đẹp. Chỗ này đẹp. Đây còn mặt sau cái cây cúc đây. Có một chút đất cắt này không, không sao cả. Đảo hướng đảo phi. Nó qua cái thời kỳ búp đỏ rồi. Bắt đầu nó lại xanh dần. Cái này cái chậu lâu năm rồi. Chậu lâu năm rồi. Ngồi đúng mùa hè đấy. Rất nhiều hoa. Rất nhiều hoa và hương. Đó. Đây mai chiếu thủy. Cái ổi kia thì như cái cầu. Như cái cầu rất hay. Thế đi ra trước nhìn lại quan xem. Như cái cầu có cái khe qua. Yeah.
La Hán này là nhiều tiền không? 4,5 triệu. Đấy. Đấy vậy. 4,5 triệu. Đi vào xem lại cái cây ổi cho bác xem. Đây này. Nó như cái cầu. Đấy. Hai cái nhánh này là liền thân. Như cái cầu luôn đây. Gầm này. Vậy tôi quay bên kia đây. Đấy, rất hay. Bác nào mà chưa có ổi thì mua về hay. Đấy, hay quá. Đấy là gian hàng của chị Liên ở trên chợ Hoàng Hoa Thám quá nhé. Rồi, xin được. Ôi các bác, thắng quá em rút rồi.